Giá một căn nhà chung cư tại nội thành Hà Nội hiện tương đương 45 năm thu nhập bình quân của người lao động. Hà Nội vì thế lọt vào nhóm các thủ đô khó mua nhà nhất thế giới. Đây là công bố của Net Credit nền tảng thuộc công ty công nghệ Innova International tại Mỹ vừa đưa ra. Còn theo nghiên cứu của Savills Việt Nam năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đạt 150 triệu đồng một người, so với năm 2019 thì mức tăng trưởng thu nhập là 6% một năm. Trong khi đó, mức tăng giá căn hộ từ 2019 đến 2023 là 13% một năm. Dự báo giá trung cư còn tăng cao trong năm 2024. Theo Bộ Xây dựng, với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, thì mỗi năm cả nước cần phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị, phục vụ các hộ gia đình thành thị mới. Để giải quyết thực trạng giá trung cư bỏ xa mức thu nhập của người dân và ngăn chặn đà tăng giá mạnh là rất khó.